động quay may mắn, lễ kỷ niệm Anniversary lần thứ 21, cơ hội trúng 100.000 cash và nhiều giải thưởng giá trị cao dành cho những khách hàng may mắn nhất. Tại các kỳ sự kiện Anniversary của Hưng Phát USA, vòng quay may mắn là trò chơi trúng thưởng luôn được tất cả quý khách tham dự chờ đợi nhất, mang đến không khí hồi hộp và sôi động với nhiều bất ngờ, vui mừng khi những khách hàng may mắn trúng các giải thưởng giá trị cao. Tại Anniversary lần thứ 17 được tổ chức vào năm 2018, chị Tiên Trần đã trở thành vị khách hàng may mắn nhất khi trúng giải thưởng 100.000 cash trong niềm vui hạnh phúc và sự chúc mừng của tất cả mọi người. $100.000 cash, $10.000 cash, viên kim cương 6 ly, viên kim cương 5 ly 5, chờ đón những vị khách hàng may mắn sẽ trúng những giải thưởng giá trị cao của vòng quay may mắn tại lễ kỷ niệm Anniversary lần thứ 21. Hưng Phát USA, thế giới hộp xoàng của bạn.